Happy New Year! Xin chào tất cả các bạn đang cùng đến với chương trình Nhịp Sống Trẻ số đầu tiên của năm 2016. Như vậy là năm mới đã đến và chắc rằng ai cũng sẽ có thật nhiều cảm xúc. Nhân dịp năm mới xin chúc cho tất cả các bạn có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và có thêm nhiều động lực để học tập và làm việc thật tốt. Và chương trình ngày hôm nay sẽ đặc biệt gửi đến các bạn những thông tin thú vị về thời giới trẻ sôi động xung quanh chúng ta như là một món quà đầu năm mới. Một bạn trẻ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những người bạn tổ chức dạ tiệc sắc màu neon party. Những hình ảnh đầy thú vị trong ngày hội sinh viên năm tốt trường Đại học Y Dược Huế là nội dung sẽ có trong cẩm nang trẻ. Một ca khúc về tình yêu rộn ràng của tuổi trẻ sẽ được giới thiệu đến các bạn trong mục phong cách trẻ. Những cảm xúc và ước mong của tuổi trẻ nhân năm mới 2016 trong góc nhìn trẻ sẽ gặp lại chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Còn bây giờ là nội dung đầu tiên của chương trình. Party là một dạ tiệc sắc màu khá dễ thương được giới trẻ Huế yêu thích. Bởi đó các bạn có thể hòa mình vào không khí lễ hội, vừa có thể thưởng thức những màn trình diễn ánh sáng. Và Minh Tuấn tin chắc rằng mọi người đang rất tò mò muốn biết ai là người tạo nên dạ tiệc đặc biệt này phải không nào? Và năm mới thì chúng ta ai cũng có những dự định, những niềm vui. Và trong không khí vui tươi của năm mới này, một bạn trẻ thân mời các bạn cùng gặp gỡ với những người bạn đã tạo nên thành công của dạ tiệc sắc màu neon party. Hãy cùng xem giới trẻ ngày nay đã năng động, sáng tạo và theo đuổi niềm đam mê của mình như thế nào. Sân khấu hoành tráng, âm thanh rộn ràng cùng những vũ điệu sống động và khách mời tập trung là các bạn trẻ. Đây là chương trình dạ tiệc sắc màu neon party do các sinh viên nhiệt tình và năng động K46 khoa du lịch Đại học Huế tổ chức. Điều đáng nói, sự kiện còn là sản phẩm kết thúc môn học tổ chức và quản lý sự kiện của nhóm sinh viên. Những người trẻ tuổi đã mang sức trẻ, sự sáng tạo và những tìm tòi mới lạ đến với neon party, tạo được ấn tượng tốt với những ai tham gia. Khá là vui và sôi động, quang cảnh là nhiều màu sắc, nói chung là tham gia là khá bổ ích và vui vẻ. Dạ, lần đầu đây ông Phát Đi được tổ chức đại hội là em tham gia là cảm thấy nơi đây rất là sôi động và giúp em xua tan đi những giờ mệt mỏi trên đoạn đường và sẽ chạy cuối tuần này. Để chuẩn bị cho chương trình dạ tiệc sắc màu neon party, hơn 60 bạn trẻ đã lên kế hoạch từ trước hơn một tháng. Thành lập ban tổ chức, chia nhóm với các chức năng khác nhau. Ban nội dung đảm nhiệm công việc xây dựng khung chương trình, lên ý tưởng cho các tiết mục và thành phần tham gia trong đêm dạ tiệc. Ban thiết kế vẽ sơ đồ sân khấu, lên ý tưởng trang trí để phù hợp với nội dung chương trình. Tài chính hậu cần là ban đảm bảo đầy đủ nguyên vật liệu để xây dựng ý tưởng, đồng thời chăm lo về đời sống, ăn uống cho các bạn trẻ trong ban khi các nhóm tập trung thiết kế. Một trong những ban quan trọng của thành phần ban tổ chức là ban truyền thông, bởi đây là ban trực tiếp tác động, tạo hiệu ứng tuyên truyền cho chương trình. Để qua đó, đêm dạ tiệc được nhiều người biết đến hơn, tham gia đông hơn. Đây cũng là mấu chốt cho sự thành công của bất kỳ một sự kiện nào. Đối với công việc của ban truyền thông chúng em thì ban đầu là tụi em làm fanpage rồi đăng bài, sau đó là đăng bài vào các trang để quảng bá bán vé. Vì là thời tiết này là cũng khó khăn cho việc bán vé nên là tụi em chủ yếu là đặt các chiếu là chỉ bán qua truyền thông trên mạng, còn địa điểm bán vé tụi em thì chỉ chuột một điểm là ở trường, ở khoa du lịch tụi em. Còn mà những lúc mà trời nắng thì đi treo banner áp phích hoặc là phát tờ rơi ở điểm quán cà phê hay là những trường đại học. Neon Party là chương trình thành công thứ hai sau Pool Party, bữa tiệc ở hồ bơi mà nhóm sinh viên này đã tổ chức trước đây. Với những ý tưởng mới lạ, đầy sức trẻ, các chương trình của nhóm đã thu hút sự tham gia đông đảo của các bạn trẻ trong thành phố. Tiếp nối sự thành công của sự kiện Pool Party vừa rồi, thì bộ môn tổ chức sự kiện và marketing du lịch cũng đã triển khai thêm một sự kiện khác mang tên là dạ tiệc sắc màu neon party, tạo được một cái cơ hội để các bạn sinh viên có dịp, có cơ hội được áp dụng những lý thuyết trên giảng đường vào thực tế. Và qua những sự kiện như thế này thì mình cũng như tất cả các bạn trong ban tổ chức cảm thấy mình chín chắn hơn, trưởng thành hơn và gặt hái được rất là nhiều kinh nghiệm rất là đáng quý. Để sự kiện dạ tiệc sắc màu neon party thu hút đông đảo giới trẻ Huế đến tham dự, từ việc xây dựng khung ý tưởng cho đến thực hiện, các ban đã có sự phối hợp ăn ý giữa các ban chuyên môn. Đồng thời, sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía nhà trường đã giúp chương trình được vận hành tốt từ đầu cho đến khâu tổ chức.
tiếp nối những cái chương trình trước như là chương trình Noel, chương trình Pool Party của các cái bạn sinh viên của lớp tổ chức và quản lý sự kiện. Thì theo quy định của môn học thì các bạn sinh viên lớp tổ chức quản lý sự kiện thì để mà hoàn thành tốt cái môn này thì các bạn phải tổ chức một cái sự kiện mà nó phải thu hút đông đảo nhiều người và phải tổ chức thành công. Mình đang dạy các em môn quản lý sự kiện và tiêu chí của môn này là các em phải thực hiện được những kỹ năng cơ bản nhất về tổ chức và quản lý sự kiện. Ví dụ như là hoạch định lên kế hoạch và tổ chức quản lý giám sát cái sự kiện của mình. Và nói về sự kiện thì có muôn màu muôn vẻ các loại hình sự kiện khác nhau. Và đây là cơ hội tốt nhất cho các em được cọ sát với thực tế, tổ chức một cái sự kiện mang tính giải trí để các em có những cái kinh nghiệm đầu tiên cho công việc của mình sau này. Là sinh viên, thật hữu ích khi có thể vừa học vừa thực hành những điều mình được biết. Thông qua việc xây dựng nên một sự kiện của chính các bạn, một sân chơi lành mạnh, trẻ trung cho giới trẻ Huế như thế này, mỗi bạn sinh viên trong ban tổ chức đã có thêm những trải nghiệm thực tế. Học mà chơi, chơi mà học, một môn học đem lại cho sinh viên một trải nghiệm thực tế như vậy, nếu được nhân rộng mô hình sẽ tạo ra môi trường tốt để các bạn sinh viên có cơ hội thử sức làm việc nhóm. Qua đó, tạo cho Huế có thêm nhiều sân chơi bổ ích, nhiều sự kiện thú vị. Cuộc sống hiện đại mang đến cho các bạn sinh viên nhiều điều mới mẻ, nhiều cơ hội tham gia trải nghiệm các hoạt động tại các trường và Đại học Huế. Sinh viên không chỉ cần phải học tốt mà còn phải biết cách đối diện với khó khăn và vượt qua thử thách để khẳng định bản thân mình. Ngày hội sinh viên năm tổ của trường Đại học Y Dược Huế là một sân chơi lành mạnh giúp các bạn có cơ hội giao lưu gặp gỡ và có thêm nhiều niềm vui. Cảm ơn đại số này sẽ cùng các bạn đến với những hình ảnh đầy thú vị từ ngày hội này. Trường Đại học Y Dược Huế, 600 sinh viên là những gương mặt tiêu biểu trong học tập và phong trào đoàn của trường đã sẵn sàng cho một ngày năng động. Ngày hội sinh viên năm tổ được tổ chức với mục đích tạo bầu không khí sôi nổi chào mừng 55 năm thành lập Trường Đại học Y Dược, 55 năm thành lập Đại học Huế, tạo sân chơi lý thú bổ ích cho toàn thể đoàn viên trong trường, đồng thời tổ chức thi đua, nâng cao ý thức phấn đấu để hướng tới danh hiệu sinh viên năm tổ trong sinh viên y dược. Tôi tổ chức cái chương trình ngày hội sinh viên năm tổ là thu hút 600 sinh viên tiêu biểu đến từ tất cả các khối lớp. Các bạn đến, các bạn cùng nhau tranh tài để bổ sung thêm một số các tiêu chí để xét cái danh hiệu sinh viên năm tổ cấp trường. Với chủ đề theo dòng lịch sử, tự hào Việt Nam, các bạn sinh viên đã cùng nhau ngược dòng lịch sử và tham gia vào các hoạt động tái hiện sự kiện lịch sử vẻ vang của dân tộc, các mốc son chói lọi trong cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ tổ quốc. Ngày hội đã thực sự thu hút các bạn sinh viên. Mình rất vui khi được là thành viên của ban tổ chức một ngày hội rất ý nghĩa để chọn ra những sinh viên năm tổ của trường, và đây là một cái cơ hội để cho những sinh viên ấy có cơ hội thể hiện tài năng cũng như bản lĩnh. Sinh viên y không chỉ có học mà còn rất giỏi về kỹ năng và hoạt động. Đây là một cuộc thi rất là gọi là có truyền thống và có tổ chức của trường Đại học Y Dược Huế, thì qua đây thì mình cũng muốn chứng tỏ là sinh viên Y Dược Huế không những học tập tốt mà là có đủ năm tổ của sinh viên. Các sinh viên đến với ngày hội năm tổ được chia thành từng nhóm, di chuyển qua các trạm theo hiệu lệnh của ban tổ chức. Có 5 khu vực hoạt động lớn theo 5 tiêu chí của sinh viên năm tổ là đạo đức tốt, học tập tốt, kỹ năng tốt, thể lực tốt và hội nhập tốt. Đây là khu vực hoạt động hội nhập tốt. Với chủ đề chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, các bạn sinh viên xếp thành tháp người từ 2 đến 3 tầng để bảng máy bay B-52 được treo lên cao và trả lời câu hỏi theo số thứ tự trong máy bay. Hoạt động này đòi hỏi mỗi đội chơi phải có tinh thần đoàn kết tập trung cao mới có thể thành công. Các bạn sinh viên còn có cơ hội cùng nhau thử thách bản thân qua phần thi người thông thái, nhà sử học tài ba với các câu hỏi tiếng Anh liên quan đến chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và văn hóa các quốc gia. Đây là khu vực hoạt động y đức tốt. Chủ đề của khu vực này là phong trào đồng khởi, chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ. Ở phần thi này, các bạn sinh viên được thể hiện đúng sở trường của mình, nên hầu hết đều rất tự tin khi vượt qua các thách thức ban tổ chức đưa ra. Bên cạnh các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết về ngành y, các đội còn phải tiến hành sơ cấp cứu bệnh nhân, sau đó tải thương về hậu phương, băng cáng và phải vượt qua chướng ngại vật. Khu vực hoạt động thể lực tốt, chủ đề chiến thắng Điện Biên Phủ, các đội phải cướp được cơ địch rồi vượt qua các chướng ngại vật trên đường tới trạm tiếp theo, tìm ra vật dụng trong thùng bí mật. Điểm đáng chú ý của hoạt động này là tất cả các bạn sinh viên đều phải trải qua các thử thách về thể lực như hít đất, nhảy cốc, xoay vòng giữ thăng bằng. Cá nhân nào vượt qua hết các phần sẽ được tính là đạt thể lực tốt.
khu vực hoạt động tình nguyện tốt, kỹ năng tốt. Với chủ đề thanh niên xung phong, mỗi cá nhân chuẩn bị ít nhất một vật dụng để tặng các em nhỏ ở khoa ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế và một đồ dùng học tập ủng hộ cho trẻ em trong chiến dịch mùa hè xanh 2016 sắp tới. Việc làm này cho thấy rõ, ngày hội sinh viên năm tổ không chỉ dừng lại ở sinh hoạt vui chơi, mà còn khơi gợi tình yêu thương, sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của các bạn trẻ. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên còn được rèn luyện kỹ năng truyền tin, kỹ năng thông báo, kỹ năng đoàn hội. Khu vực hoạt động cuối cùng mang tên Học tập tốt, chủ đề chiến dịch Việt Bắc, biên giới Đông Xuân. Các bạn được ôn lại kiến thức và thử tài trí nhớ thông qua các hình ảnh về y học, các cụm từ y khoa, kiến thức chuyên ngành, hình ảnh lịch sử, thi theo từng nhóm và cá nhân dưới hình thức rung chuông vàng. Với sự nỗ lực cố gắng của ban tổ chức cùng với sự tham gia hết sức nhiệt tình, hào hứng của tất cả các bạn sinh viên, ngày hội sinh viên năm tốt đã thực sự mang lại nhiều ý nghĩa. Đây là cơ hội để các bạn trẻ được ôn lại các kiến thức về lịch sử hào hùng của dân tộc, được trao đổi, thực hành kiến thức chuyên môn và được rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho bản thân. Nhân dịp kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như là nhớ về những trận chiến hào hùng, cũng như là sử ngành y của trường học Y Dược Huế, thì mình cảm thấy rằng là tham gia cuộc thi này là vừa là thể hiện khả năng học tập, thể hiện trí tuệ của các bạn, mà cũng thể hiện được là sức trẻ cũng như lòng nhiệt huyết. Vì vậy mình cảm thấy rằng là nhà trường nên tổ chức nhiều cái ngày hội sinh viên năm tốt này hơn, cũng như là tạo điều kiện nhiều hơn cho các bạn sinh viên có thể được thể hiện sức khả năng của mình. Những sân chơi lành mạnh và bổ ích như thế này cũng là cơ hội tốt để các bạn sinh viên được giao lưu với nhau, đồng thời giảm đi những áp lực căng thẳng, tạo niềm vui và hứng khởi cho công việc và học tập. Mới 2016 với âm nhạc cũng là một món quà ý nghĩa dành tặng cho tất cả mọi người. Một ca khúc có giai điệu rộn ràng về tình yêu, hy vọng sẽ mang đến cho các bạn một cảm giác ấm áp và nhiều niềm vui trong những ngày đầu năm mới này. Một phong cách trẻ, chúng ta sẽ cùng thư giãn với ca khúc Hương đêm bay xa, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa với sự thể hiện của giọng ca Hoài Ni.
Các bạn trẻ của chúng ta hẳn đã có những cách khác nhau để chào đón năm mới 2016. Quân Anh thì đã có một bữa tiệc nhỏ đầm ấm cùng gia đình. Còn Minh Tuấn thì đã thích cảm giác ra đường cùng bạn bè trong đêm cuối năm này. Trong không khí sôi nổi của năm mới 2016 thì nhiều bạn trẻ ở Huế đã có cơ hội được hòa mình trong những hoạt động thú vị và sôi nổi của chương trình chào năm mới và hội thanh niên 2016. Hãy cùng với Thuy Trang đến với góc nhìn trẻ ngay sau đây. Đây là phiên chợ thanh niên, một trong những địa điểm vui chơi của các bạn trẻ trong khuôn khổ chương trình dạ hội thanh niên chào mừng năm mới 2016. Năm mới là lúc mà ai cũng có những mong muốn, những dự định tốt đẹp cho những ngày phía trước. Và ngay bây giờ, thân mời các bạn hãy cùng góc nhìn trẻ đến với một vài chia sẻ của những người trẻ tuổi. Mong muốn của mình đó là muốn cho mọi người có một cuộc sống an lành và vui vẻ hơn trong bắt đầu một năm mới. Hiện tại thì em ở xa quê nên là không khí của năm mới đến là em rất mong muốn được về nhà và được đoàn tụ với gia đình. Cảm ơn rằng là sẽ một năm mới đến là sẽ gặp nhiều điều may mắn, thành công trong học tập, và em cũng xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người, mọi nhà là sẽ có một mùa xuân mới là ấm áp, hạnh phúc, và cầu chúc cho mọi điều may mắn là sẽ đến với mọi người ạ. Năm mới thì mình được mong cho những điều tốt đẹp nhất đối với gia đình và bạn bè, và nhất là câu lạc bộ của mình, câu lạc bộ hạt nhân của trường Đại học Sư phạm Huế. Mong muốn là một cái mọi người sẽ được ấm no hạnh phúc và sẽ có thành công mới trong năm mới. Vâng, vừa rồi là một vài chia sẻ khá nhiều cảm xúc, và ngay bây giờ góc nhìn trẻ thân mời các bạn cùng đến với một vài hoạt động ấn tượng và cùng gặp một vài người trẻ thú vị trong không gian này. Hàng ngàn đoàn viên thanh niên, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, thành viên các câu lạc bộ, đội nhóm và đông đảo người dân ở thành phố Huế đã đến với trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi để được hòa mình trong không khí chào đón năm mới 2016. Với những người trẻ tuổi, đây là thời khắc ý nghĩa mang đến thật nhiều cảm xúc và những dấu ấn khó quên. Đã trở thành thông lệ, gia hội thanh niên chào năm mới luôn là hoạt động được giới trẻ cổ đô Huế chờ đợi. Đây là một cái sân chơi bổ ích cho tuổi trẻ trên địa bàn của toàn tỉnh có cơ hội để giao lưu, để chia sẻ, để học hỏi những cái kinh nghiệm. Đồng thời thông qua chương trình, chúng tôi cũng mong muốn các cấp bộ đoàn trên địa bàn của toàn tỉnh, các bạn đoàn viên thanh niên thi đua lập thành tích xuất sắc để chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chào năm 2016, dường như mỗi bạn trẻ có mặt ở không gian này đều muốn sống hết mình với những khoảnh khắc đẹp của tuổi trẻ, với những niềm vui trong thời khắc chỉ có một lần trong năm. Chợ phiên thanh niên, nơi những bạn sinh viên trở thành chủ quán, đầu bếp pha chế các món ăn, thậm chí tự nguyện trở thành nhân viên phục vụ. Không quả năng việc kinh doanh, những gian ẩm thực cùng những món ăn vặt đậm chất sinh viên này tạo cơ hội cho các bạn trẻ gặp gỡ, giao lưu, thưởng thức các món ăn phổ biến và hòa mình vào một không khí rất tươi trẻ và rộn ràng. Chợ phiên thanh niên cũng là nơi các bạn trẻ có thể trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian như ném bóng nước, nhảy dây, ném lon, câu cá. Những trò chơi đơn giản nhưng đòi hỏi sự tập trung và khéo léo. Tham gia những trò chơi như thế này giúp các bạn trẻ có thêm niềm vui, được xả stress và có thêm hứng khởi để bước vào năm mới 2016 với thật nhiều dự định tốt lành. Đến với không gian này, các bạn được là chính mình khi hòa mình vào các điệu nhảy, góp mặt trong các trò chơi tập thể. Những bước chân này, những động tác này, những nụ cười này chắc chắn sẽ lưu dấu nhiều kỷ niệm khó quên với tất cả các bạn trẻ. Hôm nay tham gia chương trình này thì mình rất vui và rất háo hức. Lần đầu tiên thì mình được hòa chung với một nhịp với tất cả các trường của trường Đại học Huế. Và cảm xúc thì không thể tả nổi. Cái lạnh của xứ Huế hiện giờ thì đã không còn trong mình và đem đến một sự ấm áp của mọi người với nhau. Âm nhạc là một phần không thể thiếu trong bất kỳ sự kiện nào của người trẻ tuổi. Đây là chương trình giao lưu âm nhạc các câu lạc bộ guitar sinh viên. Những người trẻ đam mê âm nhạc có dịp được hát, được phô diễn tài năng và thể hiện tình yêu dành cho âm nhạc. Những giọng ca ấm áp, những ngọn đàn của các nghệ sĩ sinh viên này luôn mang đến cảm giác gần gũi, mộc mạc. Những người trẻ lên sân khấu để mang cái đẹp, niềm vui và những thông điệp ý nghĩa của tình yêu, cuộc sống thông qua âm nhạc đến với mọi người. Chính vì vậy, họ hát thật thoải mái, họ chơi nhạc rất phóng khoáng và để âm nhạc kết nối những tâm hồn. Chương trình tổ chức hôm nay rất là sôi động. Mình rất thích cái không khí tổ chức, bởi vì đây là lần đầu tiên mình tham gia. Mình rất thích hầu như là mọi thứ, ngay cả phần chuẩn bị đó, phần văn nghệ của cả câu lạc bộ. Cảm nhận của mình khi đến chương trình này, mình cảm thấy sự ấm cúng, gần như là một đại gia đình. Còn đây là chương trình đồng diễn Flashmob dân vũ quốc tế với sự tham gia của đông đảo các thành viên đến từ cả câu lạc bộ, đội nhóm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
dân vũ cuồn hút những bước chân bởi đây là những vũ điệu đơn giản, vui tươi, tràn đầy năng lượng. Những màn dân vũ với âm nhạc sôi động cùng động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhưng uyển chuyển như thế này thực sự mang đến một không khí chào năm 2016 rộn ràng, náo nhiệt. Dân vũ đã kết nối cả bạn sinh viên và đó cũng là cách những người trẻ tuổi dành những niềm vui trọn vẹn để chào đón năm mới 2016 của riêng mình. Chào năm 2016, ai cũng có cách riêng để cuộc sống trở nên thú vị và đáng nhớ hơn. Dạ hội thanh niên với những hoạt động off như thế này trở thành một dấu ấn khó quên, một không gian sống động nơi những người trẻ tuổi có thể lưu giữ những cảm xúc đẹp và sống hết mình với những niềm vui. Chào năm 2016, chào những yêu thương. Những trải nghiệm hết sức thú vị giúp cho các bạn trẻ có thêm niềm vui, sự hứng khởi để chào đón một năm mới tốt đẹp. Và tất nhiên sẽ còn nhiều cách khác nhau để ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc sống. Và xin chúc cho tất cả các bạn sẽ có một năm mới thật nhiều niềm vui. Như vậy là 25 phút của chương trình Nhịp sống trẻ, số đầu tiên của năm mới 2016 cũng đã khép lại tại đây. Và hy vọng các bạn đã có những giây phút thú vị cùng với chương trình. Năm mới là lúc chúng ta chia sẻ những tình cảm và cả những lời chúc tốt đẹp. Và đó cũng là điều mà những người làm chương trình muốn gửi đến các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.